Kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi bản tin buổi sáng hôm nay Chủ nhật ngày 4 tháng 7 năm 2021. Minh Phát cảm ơn các bạn rất nhiều. Sau đây mời các bạn hãy cùng theo dõi nhé. Các bạn thân mến, trong phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng thế giới đã bật tăng và chốt tuần ở mức 1787,3 đô la Mỹ một ao, tăng hơn 11 đô la Mỹ một ao. Tuy nhiên, với mức tăng không mạnh nên giá vàng chưa thể vượt qua ngưỡng cản mạnh là 1800 đô la Mỹ một ao. Mặc dù trong tuần vàng thế giới đã chạm ngưỡng 1795 đô la Mỹ. Quy theo tỷ giá USD ngân hàng, giá vàng thế giới giao ngay hiện đang có mức 49.860.000 đồng một lượng. Như vậy, vàng thế giới hiện đang thấp hơn vàng SJC trong nước là 7.340.000 đồng một lượng. Giá vàng đã tăng trên thị trường Mỹ sau khi giới đầu tư đón nhận thông tin việc làm tháng 6 của nước này. Qua đó, số lượng việc làm phi nông nghiệp của nước này đã tăng 850.000 biên chế trong tháng 6, cao hơn nhiều so với con số dự đoán là 700.000 việc làm. Tuy nhiên, Cục Thống kê Lao động của Mỹ công bố tháng 6 năm 2021, tỷ lệ thất nghiệp của nước này lên tới 5,9%, cao hơn so với dự kiến là 5,7%. Lập tức, thị trường tiền tệ có phản ứng, tác động mạnh đến giá vàng thế giới. Giới đầu tư tài chính đã bán tháo đồng đô la Mỹ, khiến cho đồng tiền này suy yếu trên diện rộng, kích thích giới đầu tư đưa vốn vào kim loại quý. Giá vàng cuối tuần có sức mạnh để tăng vọt. Bên cạnh đó, giá kim loại quý tăng trở lại vì lo ngại về biến thể lây nhiễm Delta của virus gây bệnh COVID-19 có thể sẽ thúc đẩy nhu cầu đối với tài sản an toàn, khi các ca lây nhiễm dịch bệnh đang có xu hướng tăng trở lại ở nhiều châu lục. Tại châu Âu, biến thể Delta đang trên đà lây lan diện rộng ở nhiều nước như là Pháp, Đức, Italia hay là Bồ Đào Nha. Tại vùng nước Anh, số ca nhiễm biến thể này đã nhanh chóng vượt số ca nhiễm biến thể Alpha trước đó và chiếm đến 95% số ca bệnh. Nói cách khác, sự lây lan của biến thể Delta trên toàn cầu đang hỗ trợ cho giá vàng. Trong tháng 6 vừa qua, giá vàng ghi nhận mức giảm cả tháng lớn nhất kể từ tháng 11 năm 2016, trước sự thay đổi bất ngờ trong lập trường chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed theo hướng thắt chặt chính sách. Lãi suất cao hơn làm tăng chi phí cơ hội việc nắm giữ kim loại quý không sinh lời như là vàng. Tại thị trường trong nước, giá vàng đã biến động khá mạnh và bật tăng ở phiên cuối tuần nhờ sức mua khởi sắc và sự đảo chiều của giá vàng thế giới sau khi báo cáo việc làm tháng 6 của Mỹ được công bố. Qua đó, giá vàng SJC đã vượt qua và duy trì ở trên mức 57 triệu đồng một lượng. Cũng vì vậy, giá kim loại quý đã khiến cho chênh lệch ở cả hai thị trường trong nước và thế giới ngày càng giãn rộng. Cụ thể, vào rạng sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở chiều mua và chiều bán ở mức 56.600.000 đồng một lượng và 57.200.000 đồng một lượng. Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji tại Hà Nội niêm yết giá vàng SJC ở mức 56.600.000 đồng một lượng ở chiều mua, còn ở chiều bán 57.150.000 đồng một lượng. Còn tại Mỹ Hồng SJC cũng niêm yết giá vàng SJC ở mức 56.800.000 đồng một lượng và 57 triệu đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Hiện tại, giá trần giữa chiều mua và chiều bán của vàng miếng SJC ở mức 56.600.000 đồng một lượng và 57.220.000 đồng một lượng. Sau đây là bảng niêm yết giá vàng trong nước, mời các bạn hãy cùng theo dõi nhé. Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 56.600.000 đồng một lượng, bán ra 57.200.000 đồng một lượng. Vàng SJC tại Hà Nội mua vào 56.600.000 đồng một lượng, bán ra 57.220.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán của vàng SJC là 600.000 đồng một lượng. Vàng Doji tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 56.600.000 đồng một lượng, bán ra 57.150.000 đồng một lượng. Vàng Doji tại Hà Nội mua vào 56.600.000 đồng một lượng, bán ra 57.150.000 đồng một lượng. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán của vàng Doji là 550.000 đồng một lượng. Vàng PNG tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 56.600.000 đồng một lượng, bán ra 57.200.000 đồng một lượng. Vàng PNG tại Hà Nội mua vào 56.600.000 đồng một lượng, bán ra 57.200.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán của vàng PNG là 600.000 đồng một lượng.
Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn. Tại Mỹ Hồng SJC mua vào 56.800.000 đồng lượng, bán ra 57 triệu đồng lượng. Vàng Phú Quý SJC mua vào 56.650.000 đồng lượng, bán ra 57.150.000 đồng lượng. Vàng Ngọc Hải SJC Hồ Chí Minh mua vào 56.600.000 đồng lượng, bán ra 57.200.000 đồng lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu mua vào 56.680.000 đồng lượng, bán ra 57.150.000 đồng lượng. Giá vàng SJC tại một số ngân hàng. Tại ngân hàng Eximbank mua vào 56.650.000 đồng lượng, bán ra 57.050.000 đồng lượng. Tại ngân hàng ACB mua vào 56.700.000 đồng lượng, bán ra 57.100.000 đồng lượng. Tại ngân hàng TVBank Gold mua vào 56.600.000 đồng lượng, bán ra 57.150.000 đồng lượng. Tại ngân hàng Vietinbank Gold mua vào 56.600.000 đồng lượng, bán ra 57.220.000 đồng lượng. Tại ngân hàng SCB mua vào 56.600.000 đồng lượng, bán ra 57.100.000 đồng lượng. Giá vàng SJC chi nhánh ở các tỉnh thành. Tại Đà Nẵng mua vào 56.600.000 đồng lượng, bán ra 57.220.000 đồng lượng. Tại Nha Trang mua vào 56.600.000 đồng lượng, bán ra 57.220.000 đồng lượng. Tại Cà Mau mua vào 56.600.000 đồng lượng, bán ra 57.220.000 đồng lượng. Tại Bình Phước mua vào 56.580.000 đồng lượng, bán ra 57.220.000 đồng lượng. Tại Huế mua vào 56.570.000 đồng lượng, bán ra 57.230.000 đồng lượng. Tại Biên Hòa mua vào 56.600.000 đồng lượng, bán ra 57.200.000 đồng lượng. Tại miền Tây mua vào 56.600.000 đồng lượng, bán ra 57.200.000 đồng. Tại Quảng Ngãi mua vào 56.600.000 đồng lượng, bán ra 57.200.000 đồng lượng. Tại Quy Nhơn mua vào 56.580.000 đồng lượng, bán ra 57.220.000 đồng lượng. Tại Long Xuyên mua vào 56.620.000 đồng lượng, bán ra 57.250.000 đồng lượng. Giá vàng bốn số 9 vàng nữ trang SJC. Nhận bốn số 9 loại từ 4 đến 5 chỉ, mua vào 51.200.000 đồng lượng, bán ra 51.800.000 đồng lượng. Vàng nữ trang bốn số 9 mua vào 50.800.000 đồng lượng, bán ra 51.500.000 đồng lượng. Vàng nữ trang 24K mua vào 49.990.000 đồng lượng, bán ra 50.990.000 đồng lượng. Vàng nữ trang 18K mua vào 36.779.000 đồng lượng, bán ra 38.779.000 đồng lượng. Vàng nữ trang 14K mua vào 28.178.000 đồng lượng, bán ra 30.178.000 đồng lượng. Vàng nữ trang loại 10K mua vào 19.628.000 đồng lượng, bán ra 21.628.000 đồng lượng. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bản tin buổi sáng hôm nay Chủ nhật ngày 4 tháng 7 năm 2021. Mình phát cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn cùng gia đình ngày nghỉ cuối tuần sức khỏe và tràn ngập niềm vui. Các bạn cũng đừng quên nhấn giúp mình phát một like, bấm đăng ký kênh và nhấn chuông để cập nhật những video mới nhất nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Và bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.